của tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm định tuệ pháp chủ. À, thưa quý vị như thế này, đó là sư tìm ở trong kinh tạng á, thì sư không thấy, sư không thấy và sư không biết là vị tiền bối nào lại dùng cái từ này và vị ấy dùng ở trong cái đoạn kinh nào. Cái vấn đề ở chỗ á, là khi chúng ta muốn truy tra một cái từ á, tốt nhất là chúng ta có cái bản kinh gốc để chi, để cái bản kinh đó đó sư có thể truy ra cái bản Pali, rồi từ đó đó mình dễ nói chuyện với nhau. Chứ còn dùng cái từ Hán Việt này đó rồi chúng ta bắt đầu suy diễn suy tưởng lung tung hết, nó không có đúng, nó không có đúng. Do đó sư không biết vị tiền bối nào đã sử dụng cái định nghĩa này, cái khái niệm này, cái từ ngữ này, và vị ấy dựa trên cái bản gốc nào thì sư không biết. Bởi vì khi sư tìm ở trong Tam Tạng thì sư không có tìm thấy. Có nghĩa là bản dịch của ngài Minh Châu thì ngài không có dịch như vậy, bản dịch của ngài Chánh Thân thì ngài cũng không dịch như vậy. Cho nên là sư chịu thua. Bởi vì sư không cách chi mà sư tìm ra được cái bản gốc Pali của nó là cái chữ gì. Tuy nhiên á, nó có một cái đoạn như thế này. Đương nhiên ở đây là tính tấn niệm định tuệ ha, thì nó là chúng ta hay dùng là ngũ căn ngũ lực á. Đây. À, đây nè, đây là nói về cái ở đây á, là trong cái phân tích đạo ha, phân tích đạo. Theo ý nghĩa pháp chủ đạo thì quyền là đạo, theo ý nghĩa không dao động thì lực là đạo. Đấy, hai cái đoạn này đó là nói, đây là đang đang nói đến cái là tính tấn niệm định tuệ đó. Thì khi mà chúng ta nói đến cái ý nghĩa là cái pháp chủ đạo đó, tức là mình dùng cái nào để nó làm chủ đạo, thì ở đây là chúng ta gọi đó là năm lực ha, tức là tính lực, tấn lực, niệm định, niệm lực, định lực, tuệ lực. Khi mà nói đến cái vai trò chủ đạo, cái vai trò chủ đạo của tính tấn niệm định tuệ, chúng ta muốn xem cái nào là chủ đạo thì chúng ta gọi nó là lực nhé. Gọi nó là quyền, xin xin lỗi, gọi nó là quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, thì chúng ta gọi nó là quyền. Còn theo ý nghĩa không dao động á, thì chúng ta dùng cái từ lực, đó là ngũ lực. Theo ý nghĩa là chủ đạo thì chúng ta gọi là năm quyền, còn theo ý nghĩa không dao động chúng ta gọi là năm lực. Cái ngũ căn, ngũ căn ngũ lực, cái căn căn và quyền nó là một. Thì sư nghĩ là cái gọi là cái pháp chủ á, cái pháp chủ là đang nói cái anh này nè. Đấy là năm căn hoặc năm quyền á, tính tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, hoặc là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Có khả năng là đang nói tới cái này. Tức là đang nói theo cái ý nghĩa chủ đạo ha, của tính tấn niệm định tuệ. Đấy.